Việc Trinh ly hôn chồng vì bị nói một câu xúc phạm nặng nề, mất hẳn niềm tin vào đàn ông, quyết ở giá. Lần đầu tiên, ngọc nữ của màn ảnh Việt thập niên năm 1990 tiết lộ lý do vì sao chia tay chồng và trở thành mẹ đơn thân. Trước khi có con, chúng tôi là bạn nên cả hai đều hiểu nhau. Do đó khi có con, có lần chồng nói đụng chạm đến con đường nghệ thuật mình đang chọn, tôi cảm thấy bị tổn thương, Việt Trinh nói. Năm 2010, Việt Trinh, diễn viên điện ảnh nổi tiếng một thời của dòng phim thị trường, đã trở lại làng giải trí với hình ảnh một bà mẹ đơn thân, nuôi con một mình và sùng bái đạo Phật. Lần trở lại này của người đẹp Tây Đô khiến tất cả những con người đã quen biết với cô trước đây đều sững sờ, bởi ai cũng thừa nhận bây giờ Việt Trinh đã khác, không còn là cô diễn viên đỏng đảnh, kênh kiệu, năm nào mà trở thành một người phụ nữ sống biết người biết ta, điềm đạm, chín chắn và hiền hòa với tất cả mọi người. Thế nhưng ít ai biết được rằng, ẩn đằng sau một tuyệt sắc gia nhân, đó là một đời đầy rẫy chuông chuyên của người phụ nữ. Bố mẹ từng ly hôn, Việt Trinh sớm hiểu được nỗi cô đơn, thiệt thòi của một đứa trẻ thiếu cha và mẹ. Nữ diễn viên ngậm ngùi kể ngày bé, mỗi lần định hỏi mẹ về cha thì cô lại bắt gặp đôi mắt cạn khô, tuổi phận của mẹ nên không hỏi nữa. Bây giờ khi con trai Thiện Nhân đã lớn, bé cũng có phản ứng y hệt chị ngày nào, thế nhưng chẳng thể giấu con được mãi. Dù đôi chút có chạnh lòng, nhưng với Việt Trinh, sự thật sẽ không bao giờ được chôn cất, không nói được là cô còn dằn vặt không yên, thấy còn nợ con và mắc lỗi với trẻ thơ. Sau bao sóng gió, cuộc sống hôn nhân đầy nước mắt, Việt Trinh cho biết, thỉnh thoảng bố Thiện Nhân vẫn hỏi thăm, quan tâm đến con trai, nhưng chuyện tình cảm của hai người khó mà hàn gắn. Một trong những nguyên nhân mà người đẹp không thể chấp nhận là anh không tôn trọng nghề nghiệp của cô. Chuyện gì nữ diễn viên cũng có thể chịu đựng được, nhưng không được xem thường nghề nghiệp mà cô đam mê. Không hợp lý tưởng sống, tôi sống vì nghề, còn bạn ấy không thích nghề của tôi. Việt Trinh nói, Việt Trinh quá yêu nghề, quá tâm huyết với những gì mình đang cống hiến cho khán giả, lại vô tình hời hợt đến chăm sóc gia đình nhỏ của riêng mình. Khi có con, ba của bé muốn tôi ngưng sự nghiệp, tôi và bạn ấy ít cãi vã và lúc nào cũng dùng những từ ái ngữ với nhau. Nhưng khi có con, chúng tôi là bạn nên cả hai đều hiểu nhau. Do khi có con, có lần chồng vô tình thốt lên một câu nói đụng chạm đến con đường nghệ thuật mình đang chọn. Tôi cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm. Và trong giây phút bị tổn thương đó, mình đã quyết định chia tay, Việt Trinh chia sẻ. Việt Trinh tiết lộ, chỉ có tuổi thơ cơ cực, rất yêu nghệ thuật, lớn lên lại ước được nổi tiếng, nhưng nổi tiếng rồi lại tai tiếng. Đó cũng là lý do chồng cũ của chị không thích và anh có suy nghĩ mặc định về nghề này. Bị chồng nhìn nhận khắt khe về sự nghiệp mình tôn thờ, Việt Trinh đã không chấp nhận được và muốn ly hôn. Đã từng là bạn thân và đi đến hôn nhân, vì quá hiểu nhau nên Việt Trinh và chồng luôn dành cho nhau những lời tốt đẹp. Tuy không còn sống cùng nhau, nhưng tình cảm gia đình vẫn luôn đong đầy. Theo nữ diễn viên, tới bây giờ chị và chồng cũ vẫn coi nhau như người thân. Trong thời điểm chia tay, cả hai vẫn yêu nhau nhưng đều không thay đổi suy nghĩ của mình được. Đã nuôi con mình được 9 năm và thấy rất ổn. Nuôi con một mình có những cái rất tự do, thoải mái. Bây giờ mọi người cũng nhìn nhận vấn đề này thoáng hơn trước đây rồi nên tôi không bị áp lực. Tất nhiên là nếu có đôi có cặp hạnh phúc thì không còn gì bằng, nhưng nếu không được như vậy thì chẳng khác gì địa ngục. Nói trước bước hôm qua, nhưng sống một mình đến suốt đời là tâm nguyện của tôi. Còn chuyện sư thầy nói tôi nên đi làm ni cô có thể là nói đùa, nhưng cũng khiến tôi suy nghĩ. Song tôi nghĩ là kiếp này duyên của tôi chỉ dừng lại là cư sĩ tu tại gia thôi, còn nếu xuất gia thì phải có phước báu lớn lắm. Những điều này tôi nói chân tình chứ không đùa giỡn, đó là suy nghĩ rất chín chắn của tôi. Bảo Duy, nếu không có tôi thì Phi Thanh Vân chỉ ở nhà thuê và không bao giờ được làm mẹ. Trước lời cáo buộc không chu cấp tiền nuôi con của Phi Thanh Vân, Bảo Duy bức xúc lên tiếng. Dư luận đang xôn xao về chuyện Phi Thanh Vân tố chồng cũ Bảo Duy chỉ gửi tiền nuôi con đúng một tháng sau ly hôn rồi ngưng. Nữ hoàng giao kéo cũng khẳng định, gần một năm nay, Bảo Duy không hề chu cấp gì cho con trai mà tất cả đều do một tay mình lo liệu. Đứng trước thông tin này về phía Bảo Duy, anh đã lên tiếng về vụ việc. Anh cho biết, đúng là có sự việc từ tháng 10, 2017 tới nay, anh không gửi tiền chu cấp cho con trai, nhưng vì có lý do đặc biệt. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, doanh nhân Bảo Duy vừa đăng tải dòng trạng thái khá dài, nói về khoảng thời gian chung sống với nữ hoàng giao kéo Phi Thanh Vân. Bảo Duy khiến dư luận xôn xao khi khẳng định rằng nếu không có mình thì Phi Thanh Vân chỉ mãi ở nhà thuê và mãi mãi không bao giờ có thiên chức làm mẹ. Tâm sự đêm khuya, tôi khẳng định một điều, nếu không có Bảo Duy thì Phi Thanh Vân chỉ mãi ở nhà thuê và không bao giờ có thiên chức làm mẹ.
thời điểm chia tay, vì Thanh Vân liên tục tố tôi trên báo chí, tất cả dư luận đều quay lưng với tôi, khiến tôi không còn lối thoát. Và có lúc tôi nghĩ đến tự kết liễu đời mình, nhưng tôi không thể, vì còn mẹ và hai đứa con mà tôi phải lo. Quá trình gây dựng sự nghiệp, cô ấy đâu biết rằng tôi phải vay tiền nóng xã hội để gây dựng sự nghiệp, để không mang tiếng tôi là kẻ bám váy ăn bám, mà tôi đã cố gắng vươn lên từng ngày. Dù là vậy, tôi vẫn trích ra một khoản dành cho con là 10 triệu đồng, đóng tiền lời 9 triệu một tháng. Doanh nghiệp bây giờ tôi gây dựng hơn một năm nay, giờ nó đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh toàn cầu. Qua hết tất cả mọi chuyện, tôi tưởng được bình yên, nhưng nào ngờ lòng ganh tị, yêu mù quáng mà khiến con người ta thay đổi một cách giả tâm. Bằng mọi cách dồn ép đối phương không còn đường tiếng, ai lên báo cũng muốn nói tốt về mình, nhưng anh khẳng định em đã hết thời rồi. Ngày nào em chửi em sỉ nhục và khinh bỉ, thì ngày hôm nay anh càng cố gắng nhiều hơn. Hay lắm, giỏi lắm, nhưng em còn non lắm, vì người già nhất là ông trời. Cuối bài viết, Bảo Duy còn đanh thép khẳng định lại một lần nữa. Tôi dám khẳng định một điều, nếu không có Bảo Duy thì Phi Thanh Vân vẫn mãi ở nhà thuê. Bảo Duy chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân với Phi Thanh Vân. Trước đó Phi Thanh Vân đã lên tiếng tố chồng cũ không chu cấp tiền nuôi con trong suốt gần một năm sau ly hôn. Đứng trước sự việc này, chồng cũ Phi Thanh Vân cũng nhanh chóng lên tiếng. Bên cạnh đó, Bảo Duy còn tung ra những bằng chứng cụ thể và sự thật hoàn toàn khác với những gì nữ diễn viên chia sẻ với truyền thông. Chồng Lê Thúy gây gắt đáp trả khi vợ bị chê giống người ngoài hành tinh, dáng như con khô mực. Em mà đã là con người ấy nên biết lúc nào mở miệng nói và lúc nào không nên. Chồng Lê Thúy bức xúc khi anti-fan mỉa mai, anh thì đẹp trai mà vợ nhìn lạ như người ngoài hành tinh, dáng như con khô mực. Từ khi kết hôn, Lê Thúy và Đỗ An thường xuyên chia sẻ cuộc sống an yên của hai vợ chồng với mọi người. Mới đây, nam diễn viên bạn gái tôi là sếp gây chú ý khi dành lời đường mật cho bà xã chân dài. Đăng tải khoảnh khắc của hai vợ chồng, ông xã chân dài họ Lê hào hứng bảo vợ đẹp, vợ đẹp, vợ đẹp, la lên cho cả làng biết mình có vợ đẹp vậy á. Lời tung hô vợ đẹp của Đỗ An đã khiến anh rơi vào thị phi. Một anti-fan để lại bình luận nghi ngờ mắt thẩm mỹ của nam diễn viên họ Đỗ. Con mắt anh bị gì vậy? Mặt vợ anh nhìn ngồ ngộ, anh thì đẹp trai mà vợ anh nhìn lạ lắm, như người ngoài hành tinh ấy, dáng như con khô mực, em thấy sao nói vậy? Trước ý kiến trái chiều, ông xã Lê Thúy đáp trả gay gắt. Em mà đã là con người ấy nên biết lúc nào mở miệng và lúc nào không nên em nhé. Ngay con chó nó cũng chỉ sủa ở nhà nó, chứ nó chẳng qua nhà người lạ sủa bao giờ. Anh cũng xin đóng cọng nhốt em ở ngoài nhé. Anh không muốn những người yêu quý vợ chồng anh lại mang tiếng khẩu nghiệp vì em. Bức xúc mắng những kẻ thích tộc mạch chê bai người khác, nam diễn viên họ Đỗ vui vẻ hồi đáp tất cả bình luận tích cực. Tâm sinh tướng quả không sai, hai vợ chồng bạn ngày càng đẹp đôi, nhất là Thúy. Chúc hai bạn luôn mãi mãi hạnh phúc như thế nhé. Ngưỡng mộ anh chị quá, anh chị có tình yêu rất đẹp. Phải nói, anh rất yêu chị, đã nhìn ra cái đẹp của chị từ rất lâu rồi. Chị tăng cân, nhìn chị càng yêu. Chúc hai anh chị mãi luôn hạnh phúc như vậy. Thực ra đàn ông hay đàn bà rồi cũng chỉ cần hạnh phúc mà thôi. Gửi lời cảm ơn tới người quan tâm, ông xã Lê Thúy chia sẻ thêm về sự chênh lệch của hai vợ chồng trước thắc mắc. Vợ anh cao hơn hay anh cao hơn? Đỗ An nhanh chóng thừa nhận, đương nhiên là vợ mình rồi. Tháng 1, 2015, Lê Thúy bất ngờ lên xe hoa cùng ông xã Việt Kiều. Bên cạnh lời chúc mừng, hôn nhân của cặp tình nhân ngôi sao cũng chịu không ít lời gièm pha. Theo đó, nhan sắc của vợ chồng siêu mẫu họ Lê được ví như cặp đủ lệch. Hơn thế nữa, tin đồn Đỗ An lấy vợ làm bình phong che đậy giới tính, hay cuộc hôn nhân này chỉ trên danh nghĩa hợp đồng cũng được truyền tai nhau. Dù đã xây dựng hạnh phúc bên nhau được 3 năm, nhưng cặp vợ chồng ngôi sao vẫn chưa thoát được những lời thị phi chê bai. Tháng 12, 2017, ông xã Lê Thúy từng sù lông bảo vệ vợ khi ngoại hình của vợ chồng anh tiếp tục bị mang ra soi mói. Thật buồn cười, tôi dành thời gian của mình để làm công việc sáng tạo và kiếm tiền, vợ tôi cũng thế. Tiền và thời gian còn lại chúng tôi dùng để mua hạnh phúc cho hai vợ chồng tôi. Trong cái bận rộn của cuộc sống, chúng tôi chắc chắn không có lúc để tâm đến những lời nhận xét về ngoại hình như các bạn đâu. Cái đấy bố mẹ chúng tôi cho như thế nào thì nó là thế vậy. Chúng tôi vẫn luôn cải thiện, chứ không sửa đổi nó chỉ vì một vài lời nói. Cho dù anh có nghĩ tôi đẹp gái và vợ tôi đẹp trai đi nữa, thì cũng đừng cố gắng nói lớn điều đó khi đi ngang chúng tôi, để phải đứng nán lại chờ xem chúng tôi có phản ứng gì không. Và nhất là đừng để cho bạn gái của anh phải đứng nhìn chúng tôi hổ thẹn. Về phía Lê Thúy, chân dài nét tớp cũng thể hiện sự khó chịu khi đời tư của vợ chồng cô bị quan tâm một cách thái quá.
Trước những hoài nghi về việc cô kết hôn 3 năm mà vẫn chưa có bầu, siêu mẫu bảo, hãy tôn trọng cuộc sống riêng của tôi. Khi nào tôi có bầu, tôi ắt hẳn thông báo để các bạn chia sẻ niềm vui đó cùng với tôi. Hiện tại tôi muốn tập trung cho sự nghiệp thêm 1 năm nữa. Nên đừng vào hỏi là tại sao tôi chưa có bầu, khi nào mới chịu sinh em bé, sao mãi chưa thấy sinh con. Tôi muốn có một tài chính ổn định, thu nhập ổn định mỗi tháng, để khi đó tôi có thể cho con tôi một cuộc sống vui vẻ và no đủ. Bỏ qua những thị phi, cặp vợ chồng ngôi sao vẫn đang chung sống hạnh phúc. Tháng 1/2018, ông xã Việt Kiều cũng công khai khẳng định không thể sống thiếu Lê Thúy. Đăng bức ảnh tình tứ, Đỗ An nhắn gửi bạn đời, người ta nói để giữ cho em yêu anh phải làm em cười nhiều hơn mỗi ngày. Nhưng mỗi lần nhìn em cười, anh lại thấy anh mới là người không thể sống thiếu em. Nhã Phương, Khánh My ngó lơ nhau khi đụng độ trong sự kiện. Nhã Phương bất ngờ chạm trán Khánh My tại thảm đỏ của sự kiện, gây chú ý của các khán giả. Thời gian qua, chuyện tình cảm ngang trái của Trường Giang luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Theo đó, các mỹ nhân của showbiz Việt liên tiếp tố nam diễn viên hài lăng nhăng, tán tỉnh họ. Sự việc của nam em chưa lắng xuống thì Khánh My lại tiếp tục tường thuật lại chuyện giữa cô và Mười Khó. Ai cũng cho rằng người tổn thương nhất trong sự kiện lần này chính là Nhã Phương. Tối ngày 11 tháng 5, Nhã Phương bất ngờ cùng chị gái xuất hiện tại một sự kiện thời trang. Khi chị vừa đến địa điểm, nữ diễn viên đã thu hút rất nhiều ống kính của cánh truyền thông. Nhã Phương vẫn giữ được sự tươi tắn, vẻ ngoài xinh đẹp giữa những ồn ào tình cảm. Cô diện trang phục khá đơn giản với áo sơ mi trắng, kết hợp với chân váy họa tiết nổi bật. Chị gái chính là người tháp tùng cô đến với đêm diễn thời trang này. Đặc biệt hơn, Khánh My cũng có mặt tại chương trình. Đây là lần chạm trán đầu tiên giữa hai mỹ nhân sau khi Khánh My lên báo kể Trường Giang tán tỉnh mình. Cả hai ngồi cùng hàng ghế và không hề có hành động nào tương tác với nhau. Phạm Hương là một trong những nhân vật chính của sự kiện, người đẹp diện trang phục rất cá tính. Á hậu Mâu Thủy vẫn giữ đúng phong cách gợi cảm. Nguyễn Thị Thành diện với áo xuyên thấu, khoe vòng một hờ hững. Diệp Linh Châu cá tính với trang phục vest. Kim Chi The Face cũng đi xem show thời trang để ủng hộ Phạm Hương. Sơn Ngọc Minh bảnh bao với vest trắng. Thùy Anh lần đầu xuất hiện sau nghi vấn là bạn gái tin đồn của Carrick.